Giới thiệu mọi người siêu phẩm nhé, ST021C của Đức nhé, máy như mấy thùng. Các bạn đi, em đang quay buổi tối rồi, mọi người thấy chất lượng nó quá đẹp không? 021C có bơm xăng phụ, mặt ốp lam thì điều khiển bằng tay, mở ra và mở tăng xích ở đây, làm như mới luôn. Lam này tầm cắt được 3,5 tấc, chữ chủ còn nguyên. Các bạn đi, ST siêu phẩm này cho các bác nào thích chơi sưu tầm. Có xả áp nhé. Đấy, có xả áp này. Cái này nó không biết sao nó bị quẹt một miếng này, rất tiếc ha. Không nào, tiên phẩm. Mặt trước của máy. Lúc lấy hàng về nó có một cái tem đây này, nhưng mà do nó mất hết chữ rồi. Lúc lấy về là mất hết chữ, nhưng mà rửa đấy em lột ra luôn. Đẹp chưa? Siêu phẩm. Mẫu này thì vẫn bít tông 40. Nó rơi tầm ở 40 mấy cc ấy. Mẫu này cưa gia đình thì quá ngon. Quá đẹp mọi người. Chặt như được cắt luôn. Nguyên zin hết nhá. Nè. Cây chứa nhiên liệu. Cây chứa nhiên thải. Hàng này hàng sản xuất tại Đức nha mọi người nhá. Cái mới là mọi người mua thì nó sản xuất tại Trung Quốc. Rồi mọi người mua hàng bãi này thì sản xuất tại Đức. Rất là ngon. Lợn sặc dễ đổ, bền. Rồi. ST021C. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ hotline bên em nhá, 0974644973. Cảm ơn mọi người theo dõi video rất nhiều. Xin chào mọi người.